thực hiện quyết định số 2109 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai việc cắt tỉa cây xanh phòng chống bão năm 2021. Việc cắt tỉa cây xanh được triển khai khi đang còn nắng nóng sẽ làm giảm đi bóng mát, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dân. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan nên cần triển khai việc cắt tỉa cây xanh kịp thời để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra khi gió bão. Theo đó, Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng ưu tiên triển khai các tỉa cành, nhánh, hạ độ cao của cây xanh ở các tuyến đường khu vực vùng ven, ít nhà dân nhưng lộng gió, cây xanh dễ ngã đổ nếu có bão, lốc xảy ra. Sau đó mới dần triển khai vào khu vực nội thành. Quá trình cắt luôn đảm bảo kỹ thuật để sau này cây có thể phát triển, tạo tán tốt nhất. Qua cái kinh nghiệm hàng năm và cũng qua cái theo dõi mà cái trang theo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn của quốc gia thì cảnh báo thì đặc biệt trong cái thời điểm vào tháng 6 và tháng 7 thì thường xuyên là có xảy ra những cái áp thấp và bão và hình thành ở khu vực Biển Đông và là có cái xu hướng là đổ vào khu vực miền Trung này nhiều. Thì với cái dự báo như vậy thì chúng tôi đã chủ động sớm để lên kế hoạch, có cái kế hoạch cắt tỉa để nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt với cái thời tiết mà hiện tại là do biến đổi khí hậu nên thì nên là các cơn bão và các cái áp thấp nó thường nó có cái cường độ mạnh và cái đường đi nó không có nó bất thường, cho nên chúng tôi phải bắt buộc phải chủ động để có những cái kế hoạch như vậy để mà có cái kịp thời ứng phó với điều kiện thời tiết như vậy. Trong thời điểm thời tiết còn nắng nóng, việc cắt tỉa cây xanh gặp không ít thắc mắc từ người dân, người đi đường vì cho rằng chưa cần thiết, cần giữ lại để tạo bóng mát. Tuy nhiên trên thực tế, từ tháng 7, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, sét, lốc, mưa đá, áp thấp nhiệt đới, thậm chí bão đã bắt đầu xuất hiện, gây ngã đổ cây xanh. Mới đây nhất vào tuần trước, áp thấp nhiệt đới cũng đã ảnh hưởng đến nước ta. Vì vậy phải cắt tỉa cây xanh ngay từ bây giờ để giảm nguy cơ ngã đổ. Với cái diễn biến thời tiết bất thường của miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, là vào tháng 6, tháng 7 thì thường có những cái cơn lốc xoáy làm nguy cơ ngã đổ cây, làm mất an toàn cho người dân. Nên là chúng tôi cũng triển khai các tôi được công ty là cho các những cái vùng ven ở nơi mà gầm cầu, ven sông, nơi mà chịu ảnh hưởng gió lốc để nguy cơ ngã đổ cây cao. Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, ngoài các phương tiện hiện có, tùy thời điểm, đơn vị phải thuê thêm nhiều phương tiện chuyên dụng để phục vụ cho việc cắt tỉa cây xanh, vừa đảm bảo an toàn cho người đi đường cũng như thẩm mỹ đô thị. Công ty cũng đã chủ động trước cái kế hoạch và chuẩn bị trước cái kế hoạch để mà có cái các cái kịch bản để ứng phó với những trường hợp như thời điểm hiện tại chúng tôi sẽ thuê ít hơn, nhưng với thời điểm mà dự báo bão trước 7 ngày hoặc 1 ngày chúng tôi là có những cái số điện thoại hay những cái đơn vị chúng tôi là liên hệ trước để đồng thời kịp thời huy động toàn bộ phương tiện để tập trung cho công tác chống bão kịp thời. Và có những cái thời điểm chúng tôi thuê tới hơn 50 đầu phương tiện để mà phục vụ cho công tác chống bão. Thì hiện tại nay thì chúng tôi cũng thuê là cũng từ 30 đến 40 đầu phương tiện. Theo quyết định 2109 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc cắt tỉa cây xanh đối với các tuyến đường khu vực vùng ven thành phố bắt đầu triển khai từ ngày 5 tháng 7, dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Các tuyến đường trung tâm triển khai bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Toàn bộ khối lượng cây xanh công cộng còn lại, trừ phần khối lượng đã phân cấp cho Ủy ban Nhân dân quận huyện, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Hy vọng công tác này sẽ nhận được sự sẻ chia từ phía người dân.